Tập 9. Chuyện gì vậy? Anh à, anh xem các anh đánh trận, chỉ huy chiến đấu mệt quá. Mấy bọn em nghĩ cách làm hộ các anh luôn. Phải, lính mới bọn em còn non kém, nhưng cướp xe tải cũng không thành vấn đề đâu. Được đấy nhóc con, dẫn theo có mấy người đã cướp được xe tải rồi. Không có gì, không có gì. Đọc nhiều Tam Quốc, trong đó có trận Hỏa Gươm đánh tan doanh trại Tàu, tôi đã phát huy nó rồi. Là một trận chư hấu cướp xe tải. Anh hùng mà. Tiêu Cương, Dị Vượng. Có, trói Võ Thập Tam lại, dẫn về. Sao hả? Sao cái gì? Chấp hành mệnh lệnh đi. Rõ. Anh đi, Tiêu Cương. Anh, nhanh lên. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi. Anh Thập Tam, ăn đi đã. Đồ phản bội. Anh Thập Tam, ăn đi đã. Không có nghĩa khí. Em phản bội. Em không có nghĩa khí. Anh Thập Tam, anh ăn đi đã. Tôi không ăn. Đừng giận nữa mà. Chiều nay lúc anh của tôi bắn tôi, các cậu đều câm như hến. Bây giờ lại đến nịnh tôi. Chẳng ai đáng mặt anh em. Đừng có giận mà. Với tính của tiểu đội trưởng, giận cái là chưa hắc diện thần. Ai dám hò hè chứ? Không phải chứ. Anh của tôi đâu giống hắc diện thần. Sao lại không chứ? Vốn chỉ đã đen, mặt xị ra, cứ như ai nợ tiền của anh ấy. Còn nữa, ai nợ tiền tôi? Tiểu đội trưởng, thương xót cho cậu ấy sao? Vậy thì chạy cùng cậu ấy đi. Không không, cút về đi ngủ đi. Rõ. Trời tối rồi. Đói rồi chị. Đây. Em không đói đâu. Nhìn các anh em đều ăn uống no say rồi, em thấy vui lắm. Em mà vui sẽ không đói nữa đâu. Chạy các ngày rồi mà không đói sao? Đừng bướng nữa. Nghe lời của anh, mau ăn đi. Em không dám ăn. Giờ em đang phạm lỗi lớn mà. Người có tội không nên ăn cơm. Tam, anh em ta ở riêng, đừng có nói vậy có được không? Anh vẫn biết chúng ta là anh em sao? Ai trong đội ngũ mà không biết? Còn tưởng chúng ta có thâm thù đại hận gì? Cậu, được rồi, thích ăn hay không thì tùy. Rượu sao? Hôm nay nhóm Dương Lương cướp được một xe vận tải của giặc, thu được một xe rượu sake. Đừng động vào. Nói xong việc chính rồi uống. Việc chính gì hả? Tôi hỏi anh, trước đó cánh Võ Thập Tam bắt được mấy tên ngụy quân, anh định xử lý như thế nào? Tôi gọi anh đến là muốn bàn chuyện này đây. Vậy còn được. Nào, ăn cơm đi. Cơm đây, tốt quá rồi, được ăn cơm rồi. Nhanh lên. Cảm ơn, cảm ơn. Ngon quá.
Đau bụng quá. Anh sao vậy? Sao thế? Đau bụng quá. Anh xem. Đau bụng quá. Để tôi xem. Đi xem thử. Được. Nhanh lên, nhanh lên. Trung đoàn trưởng, ủy viên, sao vậy? Hớt hà hớt hải, chuyện gì xảy ra? Ngụy quân Võ Thập Tam bắt được. Chạy rồi. Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Có mấy tên ngụy quân cũng không trông được. Được rồi lão quan, chửi cũng vô ích thôi. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải nghĩ cách. Xung quanh đây có mấy pháo đài của giặc, còn có trạm gác của ngụy quân, không biết chúng đi đâu báo tin. Vị trí của chúng ta sẽ bị bại lộ. Lệnh cho bộ đội lập tức di chuyển. Ngoài ra, canh chừng cẩn thận mấy tên ngụy quân trong phòng kia. Rõ. Mở cửa. Mở cửa. Ai vậy? Nhanh lên. Người phe mình, nhanh lên. Đến ngay đây. Nhanh lên. Gọi điện đi. Nhanh. Đầu tiên là mười mấy người mất tích. Bây giờ lại một xe tải mất tích. Anh làm lữ đoàn đúng là không tệ. Đại tá, tôi đã cử người đi điều tra. Chắc là bị bác lộ cướp đi rồi. Bác lộ? Có ai biết lái xe không? Xin chào. Được. Đại tá, đã tìm được Hoàng Hiệp Quân mất tích rồi. Chiếu tướng. Lão quan, mấy đơn vị hậu cần di chuyển đến đâu rồi? Bây giờ các bang đều đang tích cực di chuyển, nhưng nhiều đồ đạc quá. Đã 3-4 tiếng kể từ khi ngụy quân chạy trốn. Tôi thấy trời sắp sáng rồi. Có lẽ lũ giặc đang trên đường đến đây. Phải chỉ cách hãm chân chúng. Lũ giặc ở gần đây chứ. Phải đi qua một con đường vượt qua dãy Dương Thụ. Dãy Dương Thụ có phải là có tiểu đội 5 và tiểu đội 11 mới thành lập không? Đúng vậy. Bảo tiểu đội 5 và bộ đội của Trương Lương chặn đánh kẻ địch ở khu vực đó đi, để Trương Lương thống nhất chỉ huy. Nhưng mà cánh của Trương Lương cách chỗ này mấy chục dặm, giờ đi thông báo đâu có kịp. Cử thông tín viên cưỡi ngựa đi, cho dù ngựa chạy đến chết cũng phải truyền lệnh đến đó, nói với bọn họ chỉ cách hãm chân kẻ địch. Cho dù là mời giặc uống rượu cũng phải hãm chân chúng 3 tiếng. Được, tôi đi làm cây đây. Đại tá, đại tá. Báo cáo đại tá, tiểu đội Nakase trấn Hạ Trang, tiểu đội Yamaguchi ở thôn Thiết Lư và một trung đội Hoàng Hiệp Quân toàn bộ đã tiến về địa điểm tập hợp, chắc chắn sẽ đến trong vòng 2 tiếng. Quá chậm. Lệnh cho họ trong vòng 1 tiếng phải đến nơi, khống chế kẻ địch. Rõ. Lệnh cho bộ đội cấp tốc hành quân. Rõ. Báo cáo tiểu đội trưởng, người của tiểu đội Nam đã đến, đang đợi ngoài thôn. Được, vào hàng. Rõ. Các đồng chí, lần này trung đoàn đã hạ lệnh bất khả kháng. Lệnh cho tiểu đội chúng ta và tiểu đội Nam cùng yểm hộ trung đoàn rút lui. Nhưng mọi người cũng biết, hai tiểu đội gộp lại cũng chỉ có hơn 100 người. Vậy nên bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được một nơi có thể đánh chặn. Không thì kẻ địch bắn pháo 2 lần, chúng ta sẽ hy sinh hết. Báo cáo, ở gần dãy Dương Thụ có một pháo đài bỏ hoang của giặc, 2 năm trước chúng ta đánh chiếm. Cạnh pháo đài đó có một con đường lũ giặc phải đi qua. Không được, chỗ đó cách xa chúng ta. Chạy đến đó xây dựng công sự chắc chắn là không kịp rồi. Không lo được nhiều như thế nữa, đã đi bước nào tính bước đó. Tôi hạ lệnh cấp tốc hành quân. Cho dù có chạy học máu cũng phải đến được dãy Dương Thụ trong vòng nửa tiếng nữa. Có xe tải ở đây còn gì, chúng ta ngồi xe tải đi, nhanh lắm. Với lại chúng ta vẫn đang giam tên tài xế ngụy quân kia. Xe tải có ổn không? Sao lại không ổn? Giặc giật đi đâu chẳng ngồi xe tải. Đó cũng là một cách hay. Phải rồi, Lã Bao Tương, anh ở nhà trấn thủ. Các đồng chí bên trái quay.
chạy đều, chạy. Sao lại dừng? Trưởng quan, hết xăng rồi. Tôi nói cho anh nghe, đừng có giở trò, không thì tôi bắn chết anh. Trưởng quan, tôi nào dám, có trăm lá gan tôi cũng không dám gạt anh. Sao đang lái lại dừng rồi? Vì sợ các anh cướp, lần nào cười giật cũng chỉ đổ nửa bình xăng. Chuyện gì vậy? Hết xăng rồi, không đi nổi nữa. Các anh em, cũng không xa pháo đài nữa, chúng ta xuống xe, chạy về trước đi. Các anh em xuống đi, nào nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nào các anh em xuống đi, các anh em cẩn thận, nhanh lên, nào cẩn thận, xe phải làm thế nào đi? Cũng không thể cho lũ giặc được. Tiêu Cương, đến đây. Dừng. Trung đoàn trưởng bảo tôi mang cái này đến. Cả trung đoàn chỉ có 3 khẩu, súng máy có thể cho nổ, đều thuộc về chúng ta rồi. Lần này anh ấy đã dốc hết vốn liếng. Nếu trận này đánh không tốt, đừng về gặp trung đoàn trưởng nữa. Tiểu đội trưởng Dương, anh nói đi, trận này đánh thế nào đi? Vậy tôi không khách sáo nữa, tôi đã có kế hoạch. Lát nữa tiểu đội 5 các cậu dẫn 2 nhóm trấn thủ khu rừng này. Tiêu Cương, cậu dẫn 1 nhóm trấn thủ cánh rừng kia. Tôi và chị Phượng, mấy người chúng ta lên pháo đài. Rõ. Vậy còn em thì sao? Cậu và Thuận Tử đến đội quân y phụ khiên cán đi. Gì hả? Thế bọn em thành đội khiên cán sao? Đừng nói nhiều nữa, chấp hành mệnh lệnh đi. Bỏ xuống đi. Còn vấn đề gì không? Phía sau chúng ta không thể bỏ trống. Lũ giặc toàn thích cử tiểu đội vào về sau tập kích. Thuận Tử xuống. Tôi đang lo chuyện này nhất. Đằng trước còn chưa cố thủ xong, đằng sau thực sự không đủ người canh giữ đâu. Các anh vẫn còn có một nhóm chiến sĩ mà, cử họ đi đi. Họ không được, không có kinh nghiệm chiến đấu, cho dù lên chiến trường cũng chỉ làm bia đỡ đạn thôi, tuyệt đối không được. Thế này đi, tôi cử một người về đằng sau cố thủ. Nếu giặc đi qua thì báo với chúng tôi, lúc đó chúng ta cứ cử người chặn đánh. Nếu không đến thì càng tốt, cũng đành vậy thôi. Tốn xấu gì tôi cũng là nhóm trưởng nhóm 1, sao toàn ở cùng nhóm các anh thế? Vì không tin tưởng các cậu. Sao tôi đen thế hả? Mấy hôm trước gặp Trình Ngốc ở thôn tôi, cậu ta nói chuyện còn không lưu loát, giờ đã thành tay súng máy rồi. Tổng cộng đánh những mấy trận? Chúng ta đang làm gì thế này? Nhị Phượng, tiểu đội trưởng, qua đây. Tiêu Cương, cậu bảo vệ trận địa, bảo các anh em bên đó. Đợt tấn công đầu tiên của giặc chắc chắn là tấn công giả. Để lúc nào lũ giặc đánh pháo đài của ta, các cậu hẳn bắn. Hãy nhớ tập trung đánh bộ sườn. Tôi nhớ rồi, mau đi đi. Nhị Phượng, giặc sắp đến đây rồi, anh em ta phải phấn chấn tinh thần lên. Rõ. Các đồng chí, cảnh giác. Xong lên. Lát nữa quân chi viện đến đây rồi bao vây chúng, không vội tấn công dồn ép, thăm dò hỏa lực đã. Rõ. Đây phía trước, các cậu đừng có vội dùng súng máy. Tại sao chứ? Đợt đầu tiên lũ giặc chắc chắn sẽ tấn công giả thôi, mục đích là thăm dò hỏa lực của chúng ta. Chúng chơi giả với chúng ta cũng đừng chơi thật với chúng. Đúng là lính già dặn kinh nghiệm, tôi hiểu rồi. Cử một tiểu đội thăm dò hỏa lực của chúng. Rõ. Mọi người chuẩn bị. Các anh em bắn.
đến súng máy cũng không có. Mỗi mấy người như thế này cố thủ trận địa. Lệnh cho pháo binh dốc sức bắn về phía trận địa của địch. Rõ. Các anh em gắn lên, gắn lên. Đi. Xông lên. Giám trưởng thôi, giết hết lũ giặc phía trước cho tôi. Nhìn kỹ đi. Bình tĩnh, đến gần rồi ra sức bắn. Bắn đi. Bắn cho tôi. Lũ chặt chuột cái gì thế? Cứ như đang lôi công nấc cụ. Cậu nói chuyện đừng có to tiếng thế, bắn đầy nước bọt lên mặt tôi. Các anh làm gì vậy? Đằng sau có rất nhiều thương binh, mau đi đi. Nói cậu đấy, mau đi đi. Đi thôi thuận tử. Bên đây. Đứng yên. Anh Thập Tam, anh làm gì vậy? Đừng bắn nữa. Anh Thập Tam, cứu người trước đi. Tam, sao cậu lại đến đây? Bảo các cậu đừng đến mà. Mau đi đi. Anh bảo em khiêng cán còn gì. Lập tức chuyển thương binh đi. Không cần cậu đánh trận. Mau đi đi. Em biết rồi. Người anh em, người anh em, gắn lên. Thập Tam, Thập Tam, mau qua đây. Đến cây đây, gắn lên. Người anh em, sao rồi? Các anh em, bắn chết cho tôi. Nhanh lên. Mau bám sát. Mau đến chi viện tới đội Nakamura. Lũ chặt. Thái quân, bên kia có người. Chậm thôi, mau nằm xuống. Tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng, anh qua đây để tôi băng bó. Mau lên, mau đi báo với tiểu đội trưởng. Qua đây băng bó đi, lũ giặc đã tấn công từ phía sau. Qua đây đã. Anh ở đây băng bó, tôi đi báo cáo hộ anh. Cậu đi đâu vậy? Em đi báo cáo với tiểu đội trưởng. Cậu tìm anh ấy làm gì? Anh ấy đang bận, phải bảo anh ấy cử lính chi viện chứ. Tôi hỏi cậu, chúng ta có phải là lính của tiểu đội 11 không? Phải, chúng ta đi là được mà. Chúng ta đi sao? Đừng có đùa nữa anh Thập Tam. Nhóm mình tham gia chiến đấu nhiều nhất là phá hai thanh trây, còn chưa từng đánh trận. Đằng trước chiến đấu ác liệt, cậu không thấy sao? Đánh trận giống như đánh nhau thôi. Giết chặt vài lần, đổ máu là cậu sẽ biết thôi. Cậu biết tại sao tôi mới gia nhập quân đội mà giàu kinh nghiệm hơn cậu không? Đó là vì tôi đã đánh hai trận ác liệt, biết không?
Anh Thập Tam, tính cả súng của anh, nhóm chúng ta tổng cộng có 2 khẩu súng, đánh thế nào được đi? Còn có súng của thương binh mà. Đã lên chiến trường, cướp của lũ giặc, nhặt thêm vài khẩu Siki 38 là có ngay thôi. Chứ đây tôi toàn làm như vậy, cậu yên tâm đi, có được không vậy? Được rồi, đừng có ở đây nói linh tinh nữa. Mau lên, dẫn theo anh em lên. Đi thôi, đi theo tôi. Tôi mượn súng ché gửi anh em, anh đợi ở đây. Nhanh lên. Bên này, nhanh lên. Nào, qua đi. Nghe tôi nói, ai từng bắn súng, mỗi một người một khẩu, chia đều đạn ra, biết chưa? Được, được, ai chưa từng bắn súng, chúng ta mai phục hai bên, mỗi người một quả lựu đạn, nghe rõ rồi chứ? Hãy nhớ, lúc ném lựu đạn, nào, nhìn đây. Ném lựu đạn, phải nhớ kéo cái dây này ra. Biết chưa? Tôi biết rồi, Thuận Tử, chia lựu đạn đi. Được rồi, hành động. Tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng, báo cáo tiểu đội trưởng, không thấy cánh Võ Thập Tam đâu. Sao hả? Chạy đâu mất rồi không biết, chỉ để lại hai người chăm sóc thương binh. Em tôi đâu? Chắc là dẫn người đi chặn lỗ hổng phía sau rồi. Không được, tôi phải qua đó xem. Giặc đến rồi. Nghe rõ đi, lát nữa lũ giặc đến gần hẳn nổ súng. Nghe rõ chưa? Phòng bị. Không phải, Thuận Tử, đừng bắn loạn. Thuận Tử, đừng bắn loạn. Đừng hoảng, nhắm chuẩn rồi bắn. Đừng bắn loạn. Lựu đạn phải kéo dây rồi mới ném, nằm xuống. Súng phóng lựu đạn, tiến công. Nằm xuống. Bắn. Đây chính là lần đầu tiên Võ Thập Tam thoát khỏi sự bảo vệ của Chương Lương, tự dẫn binh đánh trận. Nhưng anh không ngờ sự tàn khốc của chiến tranh đã vượt xa tưởng tượng. Do sự liều lĩnh của mình, các chiến hữu nhóm 4 mới thành lập từng cười ngã xuống trước mặt anh. Cuối cùng anh đã hiểu lời của Chương Lương nói, đánh trận không đơn giản như anh nghĩ. May mà Chương Lương đến kịp, một lần nữa đã cứu anh thoát khỏi tay Diêm Vương. Đại tá, đại tá, báo cáo tình hình thế nào? Thiếu tá Yamaguchi vừa gửi điện, kẻ địch ở khu vực Chế Dương Thụ đã rút lui, do không nắm rõ tình hình nên không tùy tiện xuất quân, xin chào cho chỉ thị tiếp theo.
lệnh cho toàn bộ rút lui về chỗ đóng quân. Rút lui sao, đại tá? Đằng trước là đồn trú của trung đoàn độc lập Bát Lộ quân mà. Cậu vẫn chưa hiểu à? Kẻ địch ở dãy Dương Thụ là để bảo vệ trung đoàn độc lập rút lui. Giờ chúng đi hết rồi, chứng tỏ trung đoàn độc lập sớm đã chạy thoát. Chúng ta đến đó cũng chỉ phí thời gian. Lệnh cho bộ đội rút lui. Nhanh lên, nhanh lên. Từ từ thôi, người anh em. Nào, bác sĩ. Cẩn thận. Thảm quá. Một nửa anh em cứ thế mà hy sinh. Cũng may tiểu đội trưởng chỉ huy giỏi. Nếu không anh em chúng ta đều sẽ phải chết tại đây. Này ông anh, quan trọng là đội ngũ của chúng ta vừa khởi sắc. Mới một trận thôi đã tiêu đời rồi. Nhất là đám anh em dân quân kia, tuổi còn nhỏ, chưa được cầm súng đã mất. Có mấy anh em tôi còn không thể nhớ tên. Tam, Tam, đừng tập nữa. Kệ em đi. Tam, đừng buồn nữa. Đánh trận thua thiệt, ai cũng khó chịu thôi. Dẫn bao nhiêu anh em đi, chỉ còn lại 5 người trở về. Em cũng không muốn sống nữa. Đừng tập nữa, bỏ xuống đi. Tam, nghe anh nói, đời này con người không thể nào không phạm lỗi. Sai lầm luôn luôn phải trả giá bằng máu. Nói thật, anh hai cậu từng nói với anh. Hôm nay anh cũng nói cho cậu nghe. Bây giờ chúng ta đã thành ra thế này, anh không trông mong điều gì nữa. Anh chỉ cần cậu bình an thôi. Anh không thể ở bên cạnh cậu cả đời này. Rồi sẽ có một ngày cậu phải một mình lên chiến trường. Cậu còn có thể trở thành sĩ quan chỉ huy một đội ngũ. Đến lúc đó, một quyết định thành công của cậu có thể đánh thắng một trận, có thể đánh thắng một chiến dịch. Nhưng nếu cậu quyết định sai lầm, anh em trong toàn đội ngũ sẽ chết. Đó là những mạng người sống sờ sờ ra. Nếu các anh em đi theo chúng ta, chỉ là đã giao tính mạng cho chúng ta. Anh nói những điều này, cậu có hiểu không? Nghĩ. Báo cáo số người thương vong của các nhóm. Nhóm 1 còn 13 người. Nhóm chúng tôi còn 11 người. Báo cáo thiếu đội trưởng, nhóm chúng tôi còn 9 người. Báo cáo tiểu đội trưởng, nhóm tôi còn 5 người. Phấn chấn hết lên, mặt cứ như đưa đám. Đánh trận chiến hữu hy sinh, chẳng ai dễ chịu cả. Là đàn ông thì nhìn nỗi uất này trước đi. Trút hết oán hận và thù hận vào việc giết giặc trên chiến trường. Nói hay lắm.
Chào. Trung đoàn trưởng, ủy viên, sao hai anh lại đến đây? Nghe nói các cậu thương vong lớn nên chúng tôi đến xem. Các anh em, ngẩng đầu lên cho tôi. Lính của quan Chấn Sơn tôi, bất kể lúc nào, cho dù là trao của chặt, chặt xuống cổ, cũng phải ngẩng cao đầu, ưỡn ngực để đỡ lấy. Tôi biết, sau trận hôm qua, tiểu đội các cậu thương vong rất lớn, một đội ngũ mới thành lập, sau một đêm đã chết một nửa anh em. Nói thật, lòng tôi còn khó chịu hơn các cậu. Đánh trận làm gì có chuyện không hy sinh. Nếu vì chiến hữu của chúng ta hy sinh mà nản chí, vậy thì về nhà ôm con hết đi, không xứng làm lính của quan Chấn Sơn tôi. Nghe rõ cả đi, tức giận, oán hận thì trút hết lên đầu của lũ giặc. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Chưa ăn cơm sao? Rõ rồi. Một, hai, ba, bốn, năm. Không có món gì ngon, nhưng không thiếu rượu đâu. Cậu đang nghĩ gì? Tưởng tôi không biết sao? Nói đi, có khó khăn gì, có yêu cầu gì không, cứ việc đề xuất. Tôi và ủy viên đến để giải quyết khó khăn cho các cậu đi. Trung đoàn trưởng, ủy viên, các anh nói vậy còn khó chịu hơn chửi tôi một trận. Tiểu đội tổn thất già nữa anh em. Trong lòng của tôi, đừng nói nữa, tôi hiểu ý của cậu mà. Tiểu đội Nam đã hy sinh, tôi và trung đoàn trưởng đã bàn bạc hợp nhất hai tiểu đội các cậu. Ngoài ra bên Đinh Gia Câu có một đội vũ trang dân quân hơn 30 người. Trung đoàn trưởng đã báo với họ, bảo họ gia nhập vào tiểu đội các cậu. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Ngoài ra vẫn còn già nữa anh em bị thương nặng, tối đến cứ kêu đau oai oái. Tôi thấy thầy thuốc trong thôn không ổn lắm, chẳng giúp được gì cả. Có thể cử bác sĩ ở trung đoàn đến đây được không? Tốt nhất là ở một thời gian. Trung đoàn trưởng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Chúng tôi đã dẫn bác sĩ Đinh đến, bảo cô ấy ở tiểu đội các cậu một thời gian đến khi chữa khỏi cho các thương binh. Thật sao? Dẫn đến rồi sao? Đến rồi. Vừa vào thôn đã đi khám cho thương binh rồi. Lát nữa chúng ta cũng qua đó xem. Được. Tôi nghe nói bây giờ biểu hiện của Phó Thập Tam không tệ, lúc tập luyện rất hăng hái. Chỉ cần thằng bé này bình tĩnh lại, việc gì cũng làm được. Tôi sớm đã nói cậu ta rất hợp đi lính. Thế nào? Cậu ta làm giám trưởng đi. Hai anh đã quyết định, tôi còn có ý kiến gì được đây? Băn khoăn trong lòng cậu, tưởng tôi không biết hay gì. Tôi thế này thì đi. Tôi thay mặt anh em trong tiểu đội cảm ơn trung đoàn trưởng và ủy viên. Tôi đề nghị ba chúng ta dùng bát rượu này để tế cho các anh em đã hy sinh. Chương Lương, lần này chúng tôi đến đây còn có một chuyện muốn nói với cậu. Phân khu đã tổ chức một lớp học tập cán bộ quân sự cho trung đoàn ta hai suất. Tôi và trung đoàn trưởng đã bàn bạc cho cậu một suất. Bảo tôi đi học sao? Học gì vậy? Học một số lý luận quân sự, với lại xóa mù cho những người không có nền tảng văn hóa cao, rồi dạy một số tư tưởng chủ nghĩa cộng sản. Tôi từng này tuổi rồi còn học hành gì nữa? Tôi vốn không biết nhiều chữ, giờ học cũng không vào được đâu. Anh cứ đổi người đi. Có mỗi hai suất thôi mà. Không được, nhận thức này của cậu là sai lầm. Là một cán bộ quân sự, không chừng phải rèn luyện chiến đấu mà còn phải có trình độ văn hóa. Cậu gia nhập bộ đội ta chưa lâu, nhận thức về bác lộ quân còn tương đối mờ nhạt, nhưng cơ hội này học tập thật tốt. Tôi biết về hai anh là được rồi. Muốn hay không cũng phải đi. Một tiểu đội có thể đánh trận là được. Bảo tôi học,
Tôi thật sự là học không nổi đâu. Chuẩn bị đi, mấy ngày nữa xuất phát rồi. Vậy tôi đi rồi, các anh em trong đội ngũ phải làm sao đi? Còn có tiểu đội phó mà, anh ấy ngồi chơi xơi nước sao? Tôi đã bàn bạc với trung đoàn trưởng trong thời gian cậu học tập. Nhiệm vụ chính của tiểu đội cậu là tập luyện và nghỉ ngơi chỉnh đốn, tạm thời không giao cho các cậu nhiệm vụ tác chiến. Vậy nếu lũ giặc đến, chúng ta không đánh sao? Đừng có nói nhiều nữa, đây chính là mệnh lệnh. Đi học đi. Ấy, ủy viên, tôi không đi. Từ từ thôi. Y tá, chân trẹo rồi, từ từ thôi. Tôi thấy lạ thật đi. Cậu cứ như là con lừa, sao mà ngốc vậy? Leo cây cũng trẹo chân được. Anh nói thì nhẹ nhàng, lừa có bốn chân, em có mỗi hai chân thôi. Anh thử gãy một chân xem. Qua đây khám cho cậu ấy đi. Bác sĩ Đinh, sao cô lại đến đây vậy? Ở đâu có thương binh, ở đó có tôi thôi. Tuyên bố một quyết định của trung đoàn. Trung đoàn cử tôi đến phân khu học tập. Phải đi một tháng. Đừng trách tôi không nhắc nhở. Một tháng tôi đi, nên tập thế nào thì cứ tập. Nếu ai dám bày trò gì, đừng trách tôi về lột da kẻ đó. Nghe cho rõ chưa? Rõ rồi. Ngoài ra, trong thời gian tôi đi, đồng chí Lão Bao Tường sẽ làm tiểu đội trưởng đại diện, Phó Thập Tam đảm nhiệm nhóm trưởng nhóm 4. Rõ. Nhớ đi. Giải tán. Đằng sau quay. Lão Bao Tường, một tháng tôi đi, vất vả cho anh rồi. Phải theo sát mấy đứa hay gây sự, nhất là em trai của tôi. Đừng để đó bày trò gì. Yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào rồi. Anh phải nhớ cho rõ, không thể để cho Võ Thập Tam vào thành Võ Cường. Tại sao? Tên giặc Nakamura trong thành đã giết cha và vợ của cậu ấy. Cậu ấy nhìn được cục tức này, muốn đến Võ Cường quyết chiến một trận. Anh đừng để cậu ấy đi. Được, tôi biết rồi. Nhớ đi. Được, vậy tôi đi trước đây. Này, Lão Bao, đã mấy ngày liền chúng ta toàn ăn bánh rau thôi. Với lại hôm nay chỉ có hai cái thì chia thế nào đi? Cứ tiếp tục thế này, tôi cũng không cần đi vệ sinh nữa. Có đồ ăn là tốt lắm rồi. Đừng có kén chọn nữa. Mỗi người một nửa, uống nhiều nước sẽ no thôi. Cũng không thể suốt ngày ăn bánh trâu. Đồ hộp lần trước cướp được đâu, vẫn còn một ít mà. Anh đừng có keo kiệt nữa, lấy ra đi, để lau móc đấy. Phải đấy, vốn dĩ không còn nhiều. Cả tiểu đội bao nhiêu cái miệng đây? Mấy hộp cuối cùng dạo trước đã cho thương binh ăn hết rồi. Được rồi, bốn chúng ta chia nhau hai cái bánh trâu. Tốt mà. Cũng phải có ít bột mì chứ. Vốn không còn nhiều, còn lại một ít, phải nấu canh bột mì cho thương binh. Sớm biết thì lần trước đánh trận tôi cũng bị thương, còn có thể ăn canh bột mì. Thuận tử, dễ mà. Đợi nhé, tôi cho cậu một phát, cho cậu đi ăn canh bột mì luôn. Tôi ăn bánh trâu thì hơn. Lão Bao, anh nói thật với tôi đi, chúng ta còn bao nhiêu lương thực vậy? Không đến mức đói bụng chứ? Gì hả? Còn lại lương thực 5 ngày thôi sao? Phải, chỉ còn 5 túi lương thực thôi. 5 túi lương thực? Thế thì sắp phải đi ăn xin rồi. Anh lo liệu việc nhà kiểu gì vậy? Sao các cậu đều oán trách tôi vậy? Tiểu đội trưởng đã đi nửa tháng đây, chút lương thực trước đó cướp của giặc cũng sắp hết rồi. Gần đây lại không có hành động gì, trong tiểu đội mấy chục miệng người đang đợi ăn. Các cậu bảo tôi phải làm sao đi? Thật là, được rồi, tới lúc đi cướp lương thực của giặc rồi. Giờ thì hay rồi, không bị giặc bắn chết mà sắp chết đói. Tôi không muốn làm con ma đói đâu. Tôi nghĩ ra một chỗ tốt, có thể có cách đi. Chỗ nào? Võ Cường. Cậu muốn vào thành sao? Phải. Không được, anh cậu đã nói với tôi, dù thế nào cũng không thể cho các cậu vào thành được. Tại sao không cho cậu ta vào thành? Cậu hỏi cậu ta đi.
Lão Bao, đã lúc nào rồi mà anh còn nghĩ lung tung? Tôi vào thành không phải tìm ra camera để báo thù mà đi kiếm lương thực cho chúng ta. Tôi mặc kệ, hoặc là ở đây chờ chết, hoặc là các anh cho tôi vào thành kiếm lương thực. Tóm lại tôi thà bị giặc giết cũng không muốn chết đói ở đây. Lão Bao, anh, tôi không biết gì hết. Ngày mai tôi đến thôn Trần Cát giúp nhân dân làm ruộng. Các cậu làm những gì tôi cũng không biết.